Đã hơn tháng nay, từ ngày em Hải bệnh viện cho về nhà, căn nhà nhỏ này thường xuyên đón những người hàng xóm qua lại quan tâm thăm hỏi. Nhiều người không khỏi cảm giác chạnh lòng khi chứng kiến cơ thể chỉ còn da bọc xương của Hải. Tai nạn ngoài om bị điện giật khiến Hải rơi xuống đất từ tầng 3, đã để lại hậu quả chấn thương sọ não. Đến giờ gia đình vẫn chưa thể vơi cảm giác bàng hoàng ngày nhận hung tin của con trai. Em Hải đã bị điện giật tai nạn cách đây là đã 5 tháng rồi. Vậy thì chị còn nhớ cái ngày mà vợ chồng chị đón nhận tin em bị tai nạn thì tâm trạng vợ chồng chị lúc đó như thế nào? Ngày mà trong tê điện ra là hỏi chị là chị có phải mẹ của Ngọc Khoa không, chị là phải. Anh nói chị ơi, con chị bị tai nạn rồi. Nặng lắm, khi mà chị xíu thì nó bị xíu như nhau đó. Khi nào bữa lúc có 6 giờ chiều ngày 24 Noel á. Khi nào mà chị mang 12 giờ đêm là chị ôm con, ba mẹ con ngoài đây là ôm con nó khóc lắm. Nằm cả đêm không ngủ được. Lúc khi sáng mai lại là chị Vũng Tàu trở lên trở rầy. Chị vô động tiền nộp phí là 20 triệu. Mà khi nó không có nữa, bơ phải điền ra ba con mượn, điền ra ba con mượn. Phải gom được 20 triệu. Chị Phương đã khóc hết nước mắt trong suốt 4 tháng rưỡi vào thành phố Hồ Chí Minh chăm con cấp cứu tại bệnh viện. Gửi hai đứa con nhỏ ở nhà cho người bà con chăm sóc, vợ chồng chị Phương túc trực ngày đêm bên giường bệnh của con trai. Hậu quả chấn thương sọ não quá nặng, các bác sĩ đã phải đưa hộp sọ của Hải ra ngoài để nuôi dưỡng. Ngay thời điểm đó, để giữ được mạng sống cho con trai là điều vượt quá suy nghĩ của chị Phương và gia đình. Hơn 4 tháng điều trị cho em Hải ở trong đó thì vợ chồng chị xoay sở như thế nào? Khi mà chị vô chị thấy con là chị nắm lắng thì cao thang thì khóc. Là bắt đầu là họ gặp nhau, họ tài trợ, họ tới là họ quay phim, là họ cho động tiêu miễn phí. Chị như não vô rồi, chị nuôi như não ra chạy đếm, chạy cả người đó, chạy mới chạy chân, nó đai phạt trước như lần lây ra. Vừa mỏng và vừa giá bằng chị nó lây ra mà chị thả chị sơ quá. Con mặt nó đen thì hết lúc thì nhìn cháu ra. Chị xỉu giữa gâm dương của em á, bác sĩ mới tới thời dây. Mẹ cô ấy tạm là thôi thì mà Ngọc Hà thì cố gắng để bình tĩnh nó để nhìn cháu mà nói với cháu. Cuộc sống vốn khó khăn của gia đình chị Phương, anh Sơn càng rơi vào cảnh túng quần sau tai nạn của con trai. Bao nhiêu tiền bạc chắc chiêu dành dùm đều dành cứu mạng sống cho con. Hơn 4 tháng, hơn 400 triệu đồng chi phí điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Nợ nần vay mượn chồng chất, nhưng mạng sống của con trai vẫn đang treo lơ lửng. Không còn khả năng chạy vay thêm nữa. Hơn 1 tháng nay, vợ chồng chị Phương đành bất lực đưa con ra Huế trở về nhà để chăm sóc. Từ một người thanh niên lành mạnh, khỏe mạnh, tương lai đang còn tươi sáng trước mắt, tự nhiên cháu cũng bị cái rủi ro mà thấy bây giờ chứ gia đình nó thấy rất khó khăn. Cũng cầu cứu cho cộng đồng về xã hội, cũng có chúng tay giúp đỡ cho gia đình cả thôi, thấy rất khổ luôn. Khi mà đi Chợ Rẫy thì không có tiền luôn. Mấy người hàng xóm thì quanh mượn tiền, mượn đâu để đem đi vô mà ráp một mổ sò cho cháu á. Thì ở quán đáy hết thì xóm làng ở đáy hòn tôi lắm, họ cũng là giúp đỡ. Đến khi ra đáy thì giờ chứ hòn cửa vẫn là có giúp. Nghỉ công việc làm thuê làm mướn mấy tháng nay để chăm cho con trai gặp nạn. Trở về nhà, chị Phương lại tranh thủ vừa chăm cho con, vừa bán thêm vài ba ly cà phê buổi sáng, kiếm thêm chục tiền thuộc thang cho Hải. Anh Sơn cũng đã trở lại công việc phụ thời nề để lo cho gia đình. Nhưng thu nhập của cả hai vợ chồng cũng chẳng thể lo nổi tiền thuốc điều trị cho con trai, trong khi thời hạn lắp lại sọ của Hải lại ngày một gần. Cuộc sống của gia đình cứ xoay vần theo những tháng ngày chật vật và túng thiếu. Một tháng trở lại đây khi mà đưa em Hải ra Huế thì hai vợ chồng đã xoay sở để lo cho em như thế nào trong những ngày vừa qua.
thứ buổi sáng là chị dậy 5 giờ sáng thì mới vào và bán cà phê và rửa rãi cho em, xong rồi chị vô chảo về lúc em ăn. Rồi mấy người tới uống cà phê, rồi họ đưa mỗi quý cà phê 5 ngàn thôi, nhưng mà có người họ đưa 100 người, có ngàn, có đưa họ đưa 200 ngàn họ không thổi. Họ thấy hoàn cảnh em rồi mà họ không có ai thổi hết. Rồi mấy người họ bốc bạc quanh, bên đây có công ty bốc bạc, công ty bốc cũng có. Rồi một ngày là có người đưa qua 200 người, có người đưa qua 100 hàng ngày cho em ăn. Chị cũng biết làm trang, chị cũng biết nhờ câu của ai hết, rồi chị ngang ngay, chị mở mắt ra đó chị. Chị vẫn ngủ thôi cho nhắm mắt, mà cả ngày cả đêm chị không ngủ được, là vì lo hàng ngày tiền thuốc cho em. Ngày 12 giờ đêm, 7 giờ tụi đã uống thuốc xong rồi mới biết ngày mai tiền mua thuốc cho em. Trong cái thời gian vừa qua bị tai nạn, thì chính quyền địa phương ở địa phương cũng như chi hội phụ nữ của Lại Thế, mặc dù chi hội cũng rất khó khăn nhưng mà bước đầu cũng kêu gọi chị em trong chi hội ủng hộ cho gia đình chị Phương 500.000 đồng trong cái thời gian ban đầu. Và trong thời gian sắp tới thì cháu chuẩn bị là lắp sọ, vì thế cho nên là chi hội phụ nữ cũng tiếp cùng với chính quyền cơ quan địa phương ở trong thôn cũng tiếp tục kêu gọi anh chị em trong thôn, trong chi hội phụ nữ quyên góp thêm tiền để tạo điều kiện cho gia đình. Căn nhà nhỏ, tài sản còn lại duy nhất của gia đình, giờ cũng đã được mang ra thế chấp vay ngân hàng. Cảm thương cho tình cảnh của Hải, bà con xóm giềng đã gom góp mua tặng em chiếc giường sắt để nằm điều trị trong những ngày nóng bức. Là anh cả trong gia đình nghèo khó, Hải đã phải nghỉ học từ năm lớp 6 để học nghề thợ hàng, mong có thể phụ giúp ba mẹ lo cho hai em ăn học. Thường con phải sớm xa gia đình lao vào cuộc mưu sinh nơi đất khách. Nhưng ngày trở về của con chỉ còn là một tấm thân bất động, vô tri, vô thức. Vì mẹ cháu rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn như vậy, không đủ khả năng để tiếp tục mà trải chữa cho con. Hiện tại cái cảm xúc, cái tâm trạng của chị như thế nào? Chị cũng biết làm sao được, biết đáp lại con mình có được hay không rồi mà. Tới gần tới ngày rồi mà chưa tiêu cũng có. Được còn một bên là làm liệt rồi. Một bên cử động được, còn một bên là không biết. Nhìn con lại là chị ăn không? Chị có ngày ra chị cũng ăn mì cơm đông bông nữa. Chị cho một cái con mình ngồi dậy được. Chị cũng cơm được. Còn chị ngồi dậy được, ngồi xe lăn được. Ngồi xe lăn thì chị đẩy ra đẩy bố lên ngoài, ngồi chơi với em. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ và hỗ trợ cho gia đình em Ngọc Hải có điều kiện kịp thời để đưa em vào bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị và lắp lại sọ, thì ngày hôm nay chúng tôi có một món quà từ các mạnh thường quân, những nhà hảo tâm cùng đi với chương trình Người Vệ Tinh sẽ trao đến chị. Và trước hết xin mời cô Bùi Thị Mỹ Xuân có món quà trao đến cho gia đình chị Phương. Em đại diện cho đoàn đội kịp Nghĩa Tinh, cô là trả số tiền chị là hơn 24 triệu đồng để chị kịp thời lo cho cháu. Và trong số tiền 24 triệu hỗ trợ ngày hôm nay, còn có sự góp mặt của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn. Và đồng hành với chuyến đi ngày hôm nay, xin mời đại diện của công ty trách nhiệm hạn một thành viên Phở Quân có món quà gửi đến cho gia đình chị Phương và em Hải. Công ty Phở Quân tặng gia đình một quà để chữa bệnh cho cháu, cầu mong cho cháu mong mắt khỏi bệnh. Và còn có đại diện của niệm Phật đường Tư Đàm cũng muốn gửi đến cho gia đình một quà. Niệm Phật đường Tư Đàm chúng tôi cũng có ít món quà nhỏ thêm vào để chữa bệnh cho cháu. Và còn nhiều đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn không có điều kiện để cùng tham gia chuyến đi ngày hôm nay cũng xin gửi những tấm bạc tượng trưng đến gia đình. Đó là công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế gửi đến cho gia đình 1 triệu đồng. Quỹ từ thiện Tuấn Thuận cũng gửi đến gia đình là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng cũng là món quà của quỹ từ thiện Tỉnh Thất Pháp Lạc. Và còn đây là món quà của công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế, món quà hỗ trợ 1 triệu đồng. Và còn đây nữa là 25 kg gạo của bà Hoàng Công Quang
ở địa phương thị xã Hương Thủy cũng gửi trao đến gia đình. Thì trong lúc cái sự khó khăn của gia đình là đang ngày một lớn như vậy, mà ngay bây giờ có nhận được rất nhiều sự hỗ trợ, chia sẻ từ cả nhà hảo tâm. Ngay lúc này đây thì suy nghĩ cận như cảm xúc của chị như thế nào? Dạ, trước khi con xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho con. Để con đem cho con và con vô bệnh viện cho rẻ chị rạp xo lại cho chị, con cảm ơn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, số tiền hơn 24 triệu đồng ngày hôm nay chúng tôi hỗ trợ cho gia đình của em Hải và chị Phương chỉ là một phần trong để giúp em kịp thời có thể chữa trị, có thể trở lại người chợ rẫy để lắp lại sọ. Và còn chặng đường phía trước của em rất là còn dài và nhiều khó khăn để em có thể phục hồi. Quý vị có thể trực tiếp liên hệ với chúng tôi, chương trình Nội Nhiệm Nghệ Tinh 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế để có thể chia sẻ tiếp tục cho em và gia đình để tiếp tục chữa trị bệnh. Chàng thanh niên 19 tuổi khỏe mạnh ngày nào, giờ chỉ còn da bọc xương. Hằng ngày bên cạnh Hải không thể thiếu bàn tay chăm sóc của ba mẹ. Vợ chồng chị Phương liên tục thay phiên nhau xoa bóp cho con ngày đêm. Bởi chỉ nếu sơ suất là cơ thể của em sẽ bị co rút, có thể sẽ bị liệt hoàn toàn. Mỗi ngày chứng kiến cơ thể hao gầy của con, lòng mẹ lại đau như cắt từng khúc ruột. Càng xót xa hơn khi không biết đến ngày nào gia đình mới có đủ điều kiện để trả về cơ thể vẹn nguyên cho đứa con trai tội nghiệp.